Cho tất cả các bạn nha, trước mặt các bạn là cái máy sấy 15kg của nhãn hiệu Whirlpool nhập nguyên chiếc từ Mỹ nha các bạn. Tìm và gửi bán hỷ của mình đang sử dụng chiếc máy sấy này nè. Giá hiện nay bên Thái Lan là 41.900 bạc, coi như 42.000 bạc đi các bạn. Tương đương nó vào khoảng là độ 27 triệu các bạn. 27 28 triệu tiền cái máy sấy này. Cái cánh cửa nó sẽ mở ra theo chiều ngang chứ nó không có mở xuống như cái kiểu mà các bạn đang thấy hiện nay. Cái loại này hiện nay gần như ở Việt Nam mình là không có hàng. Vì mình nghĩ chắc có lẽ là giá khá cao cho nên người ta không có nhập về bán. Đó. Chống nhăn 13 chức năng sấy. Rồi số ký sấy là 15 ký. Giá bán là 41.900 bạc các bạn. Nhập nguyên chiếc 100% từ Mỹ luôn nha các bạn. Mình đang ở bên khu Siam Paragon của Bangkok đó các bạn, giới thiệu với các bạn nha.